Hương Thơ và chương trình Veggie Cooking Show, chương trình hướng dẫn thức nấu ăn chay phối hợp giữa Hội Từ Bi Phụng Sự và Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại chị Hồng Vân, và hôm nay tình cờ là hai chị em chúng tôi lại mặc cùng màu tím. Cái ý nghĩa là, và thấy hai trái cải tím nằm ở bên kia mới có liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay không chị? Hồng Vân kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn TV và mến chào Hương Thơ. Hôm nay trở lại đây sẽ là một món có liên quan đến màu tím, đó là một món cà tím. Mà nó cũng liên quan đến ngôi trường thân thương của Vân ngày xưa là Hương Thơ biết rồi. Những, vâng, ngôi trường của chúng tôi là Gia Long, thưa quý vị. Chị Hồng Vân là đàn chị của Hương Thơ, và chúng tôi tình cờ gặp nhau và cũng là đồng môn và cũng làm chung với nhau trong chương trình hướng dẫn thức ăn chay này. Và món cà tím, nói đến cà tím mà nó làm nhiều được nhiều thứ lắm không chị hả? Đúng rồi, món cà tím làm được rất là nhiều thứ, như cà tím kho, hấp, xào, nướng, nấu canh gì đó, đủ thứ hết. Thành ra bữa nay Vân cũng làm món cà tím nữa, nhưng mà Vân không biết đặt tên là gì, tạm thành ra Vân tạm gọi nó là một món cà tím vô giới hạn nha. Thì mình sẽ cần có là khoảng 3 trái cà tím, khoảng 500g, một củ hành tím, một chút tỏi, một chút ớt, mà cái này mà Vân sợ ăn cay không được, thành ra Vân dùng cái ớt bell pepper, cái ớt gọi ớt là chua, ớt ngọt. nó dài cái nghe mà nó ngọt ngọt chứ nó không có chua, cho nó có màu sắc phải không? Tại vì Hương Thơ được biết là ăn uống mà có đủ màu, càng có nhiều màu sắc càng tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái mình sẽ làm nước sốt là mình tưới lên. Thì cái cà tím hồi nãy để đốt thời gian đó, Vân hấp cái bỏ trong nồi, Vân cắt thành khúc á, một quả trái nha, mà Vân cắt thành 3 khúc. Chị cắt thử cho cái bỏ vô hấp nước sôi á. Mình lựa cà tím, mình lựa ra mình biết cho nó ngon. Mình Vân lựa trái mà nó không có trầy trụa mà nó còn thẳng da như vậy, và cái màu tím rịm nó nặng nặng nữa. Thì nó là những cái cà tím đặc và ngon và tươi. Cái khúc cuối là Vân bỏ, tại vì nó thường thường nó đặc, nó nấu lâu lắm, cái khúc đầu á thì mình nấu mau nó xốp. Đó. Cắt thì khoảng như vậy, 3 làm 4 gì đó ha. Rồi mình hấp trong vòng 10 phút không? Hấp trong vòng 10 phút. Ở đây coi mình được rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Mình sẽ lấy ra rồi mình bổ đôi. Bây giờ Hương Thơ gấp ra giùm Vân. Hương Thơ có nhận được lời yêu cầu của nhiều quý vị khán thính giả đó, nói là tại vì đời sống của Mỹ rất là bận rộn, nên chúng tôi sẽ đã bàn với mấy chị là làm sao những món nhanh gọn lẹ mà vẫn ngon, bổ dưỡng, và những thức ăn chay để thay đổi cho chúng ta hàng ngày đó trên cái menu của mình. Nên mấy chị làm những món rất là đơn giản nhưng mà tôi nghĩ là rất là ngon. Đây là hành tím hồi nãy Vân bằm rồi. Anh tắt lửa được gì? Tắt lửa đi. Vân phi rồi nó thơm, tại vì nó cũng tốn thời gian. Thì bây giờ Hương Thơ cắt cái cà tím ra làm hai, rồi mình bỏ lên đây mình sẽ áp chảo. Cắt dọc. Dạ đúng rồi. Đó, thì mình bỏ lên, mình bỏ dầu vô, mình áp chảo. Bỏ chút dầu vô. Khoảng 2 muỗng dầu này. Ăn chay mà mình phải biết cách ăn cho đúng thì mình mới đầy đủ chất bổ dưỡng. Như quý vị biết, Hồng Vân cũng là một đã từng là một y tá làm việc ở nội soi, khu nội soi, và chị có rất là hiểu biết về dinh dưỡng, mình ăn sao cho nó đầy đủ dinh dưỡng thì mình mới có khỏe mạnh, chứ ăn chay mà ăn thanh đạm quá cũng không được, ăn mình, cơm với muối mè không thì uống được. Mình để cà tím áp cái phần thịt bên trong á xuống để mình còn giữ được cái màu tím cho nó đẹp nha. Nếu mà quý vị thính giả mà có thắc mắc mà muốn hỏi những câu hỏi về những cái món ăn đó thì liên lạc với chị Hồng Vân được không ạ? Được, Vân rất là welcome để trả lời cho quý vị. Dạ, thì gọi Hương Thơ thì Hương Thơ chỉ là thợ viện thôi, cứ chú bác đấy. Nấu món này nấu sao? Tôi quên rồi, nó nhanh quá tôi không nhớ. Thì chị Hồng Vân cho cái số phone hả? Số phone của Vân là 714-495-9360. 495-4360. 9360. 495-4 9360. Đúng rồi. 4959360, 714-495-9360. Vâng, bây giờ retire rồi nè, có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm, quý vị cứ gọi rồi Vân biết cái gì Vân trả lời cái đó. Hai chị Hồng Vân và Kim Linh rất là dễ thương, làm việc có hướng dẫn các lớp nấu ăn chay. Bây giờ mình nhắc cái này xuống. Một lần chị nha. Giờ mình nhắc cái này đổ xuống, mình sẽ làm nước sốt. Đây. Chị làm cái mấy lớp ăn chay ở Hội Từ Bi Phụng Sự Bờ là tổ chức bao lâu một lần? Vâng, mỗi 2 tháng thì tụi Vân tổ chức lớp nấu chay để dạy cho cộng đồng. Những đề tài khác nhau.
để quý vị tới đây tự nấu rồi ngồi xuống ăn chung với nhau rất là vui. Đông không chị? Mới lên làm khoảng 80 đến 100 học viên tham dự. Vui quá. Ngay tựa hội từ bi phụng sự nằm trên đường Brookhurst, góc đường Bo, đúng chị? Đường Orange. Tới đây thì giờ hội từ bi phụng sự cũng có nhiều chương trình tiếp tục sau đại dịch đó, là thầy trường đã trở lại để có những lớp hướng dẫn tập thể dục rồi học Phật pháp, học thêm những cái về những lời Phật dạy, rồi mình có những lớp ăn chay để mình sống một đời sống rất là thịnh lành thưa quý vị. Bây giờ mình phải pha nước sauce nha. Mình cần một muỗng ăn canh xì dầu Maggi. Con thích xì dầu Maggi nó ngon. Một muỗng canh dầu hào chay. Nó có dầu hào chay nữa ha. Có dầu hào chay. Vậy nó làm từ bằng họ làm bằng gì? Không biết làm bằng gì nữa. Oyster sauce mà oyster sức chay thì phải dùng cái gì để thế cho oyster? Thường thường họ dùng nấm. Nấm. Thấy cái hình cái nấm ở đó. Thì tất cả những món đồ chay này quý vị có thể mua ở các tiệm chay hay là ở ngoài chợ cũng có khu bán đồ chay. Vâng, thưa được biết có veggie cooking. Rồi mình dùng một muỗng canh giấm. Muỗng canh giấm này Vân dùng cái loại giấm cho sushi đó, sushi seasoning. Nó không có chua lắm. Và một muỗng ăn canh đường. Ok, một muỗng tương, một muỗng dầu hào chay, một muỗng giấm chay. Giấm này giấm chay hay giấm gì? Giấm sushi. Giấm sushi. Giấm chay, giấm là chay rồi. Với là một muỗng đường, đều nhau hết. Quậy lên. Tất cả những này là mấy chị đã thử nghiệm hết rồi phải không ạ? Thấy nó vừa vặn. Rồi mình chiên thì nào xong chị? Mình chiên khoảng 5 phút, thì trong đó mình làm nước sốt này. Dạ, có lửa rồi. Cho mình thêm nước nữa nha, khoảng 2 muỗng canh nước này, chắc bớt lửa thêm chút. Chúng ta nhắc lại một muỗng nước tương, một muỗng tùy theo nhiều ít thì mình cứ canh là một tương, một dầu hào chay, một giấm sushi, một đường và một nước. Đó ạ. Rồi cái mình pha với lại Vân còn phải phi tỏi nữa, Vân quên. Muỗng bột năng, nửa muỗng cà phê bột năng thôi. Để cho nó sệt. Nửa muỗng bột năng. Vậy cho cái này nó chín thôi, là múc ra rồi mình phi tỏi với ớt. Mình nấu này trong bao lâu? Không có 1-2 phút vậy đó thôi. Dạ được rồi đó. Nó đều. Nó sệt là vậy là được rồi nè. Đó, giờ mình đổ ra nha. Thơm quá quý vị. Rất là thơm. Chúng tôi vừa mới phi hành xong, bây giờ phi tiếp là phần tỏi ha. Mình phi hành nó lâu hơn, phi tỏi thì nó mau. Tỏi là đừng có để cho cháy. Trong khi đó mình coi bên này nó cũng xém xém cái mặt vậy là được rồi nè. Lật qua. Xém xém cái mặt vậy là được rồi, mình tắt lửa bên này được. Có lật qua hai mặt không? Không cần, tại vì nó cũng chín rồi đó. Nếu mà mình muốn cái màu tím nó còn á, mình áp chảo một bên vậy là được rồi. Rồi mình sẽ để ra dĩa. Nó hơn thơ coi giùm con cái này nha. Nghĩ chắc tắt, phải cho nó vàng phải. Để cho nó vàng, nó thơm thơm, giòn giòn, thơm thơm. Rồi được rồi chưa, em tắt nha. Rồi tắt rồi. Không, cái cho ớt vô. Okay. Để thôi làm cho. Ớt cho nó có màu đẹp thôi. Còn ai thích ăn cay á, thì mình dùng cái ớt cay. Cái này là Vân làm cái ớt ngọt để nó đẹp thôi. Rồi tắt nha. Tại vì nó sợ bị cháy. Rồi mình cho ra chén lại. Mình cho bao nhiêu muỗng dầu vậy?
Khoảng một muỗng canh dầu thôi. Một muỗng canh dầu. Rồi, con cho lại cái nước sốt, tại hồi nãy con còn quên chút xíu là cho tiêu và cho bột nêm, cho nửa muỗng cà phê bột nêm. Rồi lặp lại nha, một muỗng nước tương, một muỗng dầu hào chay, một muỗng giấm sushi, một muỗng đường, một muỗng nước và một tiêu với một vài nửa muỗng bột nêm. Với lại có dạ muỗng nước. Cho tí nước mà dạ một muỗng nước đúng rồi. Rồi có tí bột năng. Bột năng nữa, bột năng pha nước nửa muỗng nửa bột năng. Rồi, bây giờ mình cho cái nước sốt nó lên trên này. Ok. Tưới nó lên. Được. Chị đọc lại cái ingredient nhiều lần này. Hai mấy quả cà tím. Khoảng 3 quả cà tím, khoảng 500g. Cà tím 500g. Rồi phi hành bầm, hành tím không? Hành tím bầm. Và tỏi bầm, bao nhiêu hành vậy? Khoảng vài tép tỏi, 3-4 tép tỏi. Khoảng hai muỗng canh hành. Đó, giờ mình rắc hành tỏi lên. Phi lên. Rồi cái nước sốt này là một muỗng nước tương, một muỗng dầu hào chay, một muỗng giấm sushi, một muỗng đường, một muỗng nước, nửa muỗng cà phê bột nêm, chút xíu tiêu, nửa muỗng bột năng và có nước để đông cho nó sệt sệt. Rồi mình phi tỏi với lại ớt. Ớt. Rồi mình bỏ vào. Rồi bây giờ mình cho thêm lá quế lên nữa. Cho nó đẹp. Lá quế mình có thể sắc vụn á, mình để lên cho nó khi mình ăn có cái mùi lá quế nó thơm, cộng với hành tỏi rồi lá quế nó rất là thơm luôn. Để vậy ha. Em muốn sắc để giống giữa cũng được. Cái món này mình có thể ăn với cơm trắng nè, nha, rất là hấp dẫn và rất là dễ làm thưa quý vị. Còn nhân tôi sẽ về làm mình và tập cho người nhà mình ăn chay, tại ăn chay về mình ăn nhiều món khác nhau mình cũng thích lắm á. Nhiều khi tôi ăn cơm gạo lứt với muối mèo cũng thấy ngon. Và trước khi Hương Thơ thử cái món này thì nhờ chị Vân đọc lại từ đầu đến đuôi những cái ingredient, những nguyên liệu cần phải có và cách làm. Đầu tiên là mình cần có 3 quả cà tím khoảng 500g, mình cần có khoảng 2 muỗng canh hành tím bầm, khoảng 4-5 tép tỏi để làm tỏi phi, làm phi. Và mình có thêm một chút xíu ớt, khoảng chừng 2 muỗng canh ớt hoặc là ớt cay nếu quý vị thích ăn cay, còn không thì là ớt ngọt. Và một chút lá quế để cho nó có mùi thơm. Còn phần sốt thì mình sẽ cần một muỗng canh maggi, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh giấm, một muỗng canh đường, rồi cộng với 2-3 muỗng canh nước, mình hòa quyện với nhau, thêm nửa muỗng cà phê bột nêm và một chút xíu tiêu để làm cái nước sốt. Rồi bột năng nữa. Rồi mình làm cho cái nước sốt nó lên lại đó, là mình cho tí bột năng, khoảng nửa muỗng cà phê bột năng trộn với một muỗng canh nước. Rồi khi mình phi, mình sẽ hấp cà tím 10 phút. Xong mình đem cắt đôi để lên chảo, áp chảo khoảng 4-5 phút. Rồi mình sẽ phi hành tỏi xong, rồi mình trộn với lại mình cho nước sốt lên trên mặt. Rồi mình cho mấy cái thứ thơm thơm đó, như là hành, tỏi, ớt đó, lên trên. Vâng, và để mấy lá quế và ăn với cơm trắng. Bây giờ Hương Thơ ăn thử một cái miếng nhỏ nha. Rồi miếng này bự. Miếng nhỏ, đó, okay. Nhỏ bên cạnh. Thử cái bây giờ sao rồi cắt cho nó. Ok. Ăn với tí cơm nè. Không thôi thì... không, tại thôi ta diet không ăn cơm chứ. Thì cái cà tím sau khi mình hấp nó rất là mềm phải không? Nó mềm giống như là cà tím nướng vậy ạ. Như vậy đó thì mình mà nó còn giữ được cái màu tím. Nếu mà mình muốn đẹp mình lật cái phần tím lên trên nó sẽ. Và mấy chị đã thử nghiệm nên cái nước sốt rất là vừa có vị thơm thơm, cay cay, ngọt ngọt. Mặn mặn, rất là ngon thưa quý vị, dễ bắt cơm lắm, ăn thì ăn cơm rất nhiều. Và thưa quý vị, đây là cái món
chị đặt tên là lạ lắm nha. Cà tím vô giới hạn. Tại vì quý vị có thể nấu đủ thứ món với cái món cà tím, một món rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nhưng mà ăn cà tím nhiều cũng nóng không chị? Đó là một biết là cái món ăn gì mà nó có những cái màu sắc đặc rất là sặc sỡ là tốt đó. Vâng. Yeah. Hai nàng áo tím và cà tím. Món ăn cà tím xin đến đây xin được kết thúc. Mong rằng quý vị sẽ thực hiện món này rất là dễ và thật là ngon miệng. Chương trình hướng dẫn nấu ăn chay VG Cooking Show của Sài Gòn TV cũng như là phối hợp với các thành viên của Hội Tử Vi Phụ Sự đến đây xin được kết thúc. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ thế. Xin chào. Bye bye.